Hello anh em nhá. Đây hôm nay em Quân họ Mi lên hình cho anh em mấy em họ Mi thuần đẹp điện căng. Đấy, em này chơi cánh tít mù luôn anh em nhá. Đấy, cao dài chơi cánh tít mù anh em này. Và chim rất là thuần anh em nhá, thoải mái anh em như mình xách tay lắc lồng chơi. Điện rất căng và giọng cũng rất hay anh em nhá. Mẫu chim chân bốt rồi anh em ạ, nên là rất là dễ chơi. Đó, thuần chim móng mèo anh em nhá. Chim thì rất là dễ chơi nha anh em nhá. Đây, em lắc lồng để cho anh em mình thấy được cái độ thuần nhá.